Và khi mà mình vận động nhiều, mình hoạt động xong mồ hôi một cái nó vã vợi ra, nó dính vào cái kem tan mỡ đó, nó không những là làm cho cái da của mình nó bị bỏng rát mà nó còn cảm thấy bị ngứa ngáy rất là khó chịu. Nhưng mà Hương chuyển qua, Hương sử dụng cái kem tan mỡ của Olic này thì Hương không có cái cảm giác như vậy. Bôi cái kem vào đến đâu là nó thẩm thấu vào da đến đó. Và cái quan trọng nữa là cái thành phần của nó là chiết xuất từ cái tinh dầu quế. Tinh dầu quế thì chắc chắn rồi, hầu như là kem tan mỡ nào cũng có. Nhưng ngoài tinh dầu quế ra thì cái kem tan mỡ của Olic này nó còn có thành phần là lô hội rất là mát nha mình nha. Nó còn có thành phần là tinh chất mầm đậu nành. Tinh chất mầm đậu nành thì nó làm cho cái da của mình nó trắng sáng mịn màng tự nhiên. Mọi người tưởng tượng là uống nước đậu lành thì để cho cái da của mình nó trắng, thì ở trong này cái chiết xuất mầm đậu nành vào trong cái kem tan mỡ này thì nó sẽ làm cho cái da của mình nó cũng trắng như là khi mình uống cái nước mầm đậu nành vậy đó. Nói như vậy để mọi người hiểu là cái thành phần của nó đã khác tất cả những cái kem tan mỡ khác rồi. Cái sản phẩm này Hương mua của Olic Việt Nam. Olic thì chắc là mọi người không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Tại vì cách đây không lâu thì Hương đã chia sẻ về cái sản phẩm thải độc tố của Olic. Thì khi mà sử dụng thải độc tố xong thì Hương rất là chi mừng rồi. Và sau đó thì các bạn ấy có chia sẻ cũng như là tặng Hương cái tuyếp kem mà tan mỡ này, thì Hương cũng dùng thử, Hương cảm thấy rất là bất ngờ. Không ngờ là các bạn ấy tung ra cái sản phẩm nào là hot sản phẩm đó như vậy. Tất cả các sản phẩm của Olic Việt Nam thì Hương đều thấy là 100% là chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên. Đó, thì cái kem tan mỡ này thì ngoài cái chiết xuất là tinh dầu quế ra, nó còn có mầm đậu nành này, nó còn có lô hội này đó, rồi là trà xanh này, nó tổng hợp lại như vậy. Và khi mà nó bôi vào da của chúng ta, nó thẩm thấu vào da thì nó không có gây cái cảm giác là bị bỏng rát cho da, nhưng không gây cảm giác bỏng rát ở bên ngoài, nhưng bên trong nó vẫn đang hoạt động, nó vẫn đang gọi là đẩy tất cả những cái gọi là mỡ thừa đó. Nó là sao? Nó là đốt cháy nhiên liệu. Cái nguyên tắc của kem tan mỡ là sao ạ? Khi mà bôi xong này mình massage, tôi nói đâu Hương sẽ làm đến đó để nhà mình có thể cảm nhận được nha. Đây ạ, mình lấy một lượng vừa đủ ra, mình cho ra tay này. Nó là dạng gel nhà mình ơi, dạng gel nha. Nhà mình thấy không ạ? Gel của nó là gel trắng nha. Đó, chiết xuất tinh dầu quế này, tinh dầu tinh chất mầm đậu nành và lô hội, gel trắng, thế nên là nó không phải là từ cái dạng gừng hay là từ những cái loại ớt xanh, ớt vàng, ớt đỏ để mà khi bôi vào nó làm bỏng rát cái làn da của chúng ta. Chưa kể là mình mặc áo trắng, áo sáng màu xong dính vào áo nó còn kiểu cảm giác bẩn nữa. Thì cái này xong mình massage vào tay, sau đó là mình massage vào phần bụng của mình, ví dụ cái phần mà phần eo của Hương nha. Chứ còn ngoài eo ra thì mọi người vẫn có thể sử dụng được ở phần bắp tay, bắp đùi, bắp mông, hay là những cái phần nào nó hơi phèo mỡ ra là mình, đại khái là cái phần nào mình béo là mình đều có thể sử dụng được. Đây thì khi Hương massage vào như thế này, massage vào đâu nó thẩm thấu vào đến đó, không có một cái cảm giác nóng rát gì cả. Ở bên ngoài không hề gây nóng rát, nhưng mà bên trong thì đang nóng dần lên, nóng dần lên theo cái sự ma sát tay của Hương vào cơ thể. Và trong cái quá trình nóng như vậy là nó đang đốt cháy nhiên liệu, nó đang đốt cháy cái mỡ thừa. Và một lúc nữa thì Hương ra phòng tập gym, Hương tập thì Hương vận động nhiều thì nó sẽ đi ra ngoài, nó sẽ bay hết cái mỡ đó ra ngoài bằng cái đường gọi là đường mồ hôi đấy ạ. Đường gọi là đường chiết xuất ra ngoài bằng cái đường tiêu hóa của mình đó, đường không khí, nó sẽ bay hết ra bên ngoài. Đây ạ, massage cái hình xoắn ốc như thế này, mình đẩy lên nhà mình nha. Đó, bạn nào mà bụng to đó, mình đẩy lên trên thì nó sẽ vào cái phần vòng một, là cái vòng ngực, thì ngực nó sẽ to thay cho cái phần vòng bụng. Chứ mình tuyệt đối mình đừng có đẩy xuống này, đẩy xuống như thế này là nó sẽ bị trúng cái phần gọi là phần bụng dưới. Đây Hưng để nghiêng này cho nhà mình xem này, Hưng không hề có một chút bụng dưới nào cả, là bởi vì ngày nào Hưng cũng massage bằng cái kem tan mỡ của Olic đó. Một ngày thì mình có thể sử dụng 2 lần, nhưng mà Hương thì bây giờ Hương dùng duy trì thì Hương chỉ dùng 1 lần khi mà Hương đi tập gym thôi. Cái này nó rất là phù hợp với những bạn mà tập gym. Ngoài ra các bạn không tập gym thì mình vẫn có thể sử dụng được, là mình sử dụng theo cái dạng là mình ngồi kiểu văn phòng. Cái này nó không có bị nóng, chính bởi vì nó không nóng này, nó không bỏng rát này, và nó không có bị gọi là bẩn màu đỏ màu vàng nó dính ra cái phần áo của mình. Nên khi mà các bạn bôi xong buổi sáng các bạn đi làm thoải mái. Đây bắt đầu Hương đã thấy nóng rồi, bắt đầu thấy hơi nóng, nhưng mà nóng bên trong nha, nóng siêu thôi, không đáng kể, còn là hơi châm một chút, gọi là kiến nó không một chút gì luôn, không có cảm giác. Bây giờ đang đốt cháy nhiên liệu. Nhà mình có thể để cái kem tan mỡ này từ sáng đến tối, sau đó mình về mình tắm, mình rửa sạch đi và mình đi ngủ. Ok. Và mỗi một ngày trôi qua, kem tan mỡ nó sẽ đi thẩm thấu trực tiếp vào cái phần da của chúng mình, nó sẽ đốt cháy nhiên liệu, đốt cháy cái mỡ thừa bên trong, và nó làm cho cái phần vòng eo của mình nó nhỏ đi. Sau khi mà Hương dùng hết một cái tuýp kem tan mỡ Olic này thì Hương giảm được 4 cm. Nhưng một liệu trình của nó là 2 tuýp như thế này, một liệu trình 2 tuýp, mà một liệu trình gồm 2 tuýp chỉ có 530.000 thôi. Tính ra là có hơn 200.000 một cái tuýp như thế này, có hơn 200.000 một tuýp thôi. Một liệu trình, Hương dùng hết một liệu trình 2 tuýp này 530.000 thì Hương giảm được 8 cm. Đây ạ, bà mẹ của hai đứa con đây, mọi người đã nhìn thấy không ạ? Không những là nó giảm cái phần eo mà nó còn định hình vòng eo,
Mọi người có nhìn thấy cái phần cái phần thắt đáy đây không? Đây nhìn này, đây Hưng nhìn nghiêng cho mày xem này đó. Đây nha. Nó sẽ định hình cái vòng eo cho mọi người. Nó sẽ định hình cái vòng eo rất là tốt. Bởi vì khi mà mình massage như thế này, nó thẩm thấu cái gel vào cái cơ thể và cái da của chúng ta. Nó sẽ làm sao? Nó sẽ đốt cái phần mỡ thừa và nó định hình cái vòng eo, định hình cái đường cong chữ S này. Đó, mùa hè sắp tới rồi nhà mình nha, phải chăm chỉ chịu khó sử dụng kem tan mỡ, chứ không có là không mặc được bikini thì đi biển đâu. Và ngoài cái công dụng là đốt cháy được những cái phần mỡ thừa, ví dụ bắp tay này, vòng eo này, vòng mông này, vòng hông này, vòng đùi này, những cái phần mỡ thừa nó sẽ bay biến đi. Và quan trọng nữa là cái gel này, cái gel này nó còn có một cái tác dụng triệt để nữa, đó là gì nhà mình biết không ạ? Dành cho những chị em phụ nữ sau sinh mà da bị dạn. Dành cho chị em phụ nữ sau sinh mà da bị dạn. Dạn thì không chỉ là bụng dạn, dạn có đùi cũng dạn nữa, có những người đùi dạn, bụng dạn đó, có những người mà dạn tận vòng ngực nữa. Thì cái này nó sử dụng được cho những chị em phụ nữ mà chúng mình đang bị dạn vùng da. Vùng da nào bị dạn là mình massage này vào vùng đó. Mình massage thế này thì nó sẽ thẩm thấu tất cả những cái tinh chất lô hội này đó, rồi tinh chất mầm đầu nành vào da, nó làm cho cái vùng da của chúng mình nó mờ cái vết dạn, mờ cái vết thâm nám đi, dạn đen nó sẽ thành dạng trắng. Mà đang dạng trắng rồi thì nó sẽ bớt bớt những cái xù xì những cái vết dạng chẳng chỉ như thế này, nó sẽ giảm thiểu đi đến 70-80% khi mà chúng mình sử dụng hết cái liệu trình như thế này. Bôi thoải mái nhà mình ơi, bôi xong cái này xong cái tí ra phòng tập gym mồ hôi một cái vã vợi ra là bắt đầu nó đốt cháy, nó nhỏ bùng lại, thích cực kỳ luôn đấy. Đó, nhà mình có thể định hình cái đai này như thế này. Sau đó là mình ngồi, mình đánh máy văn bản, mình ngồi, mình công việc thoải mái. Thường là chị em mà cứ hay ngồi nhiều kiểu văn phòng á, ngồi từ sáng đến xong đến tận chiều bắt đầu mới về thì bụng nó hay bị phều phều xuống như thế này, và đặc biệt là cái phần bụng dưới rất là to. Đó thì có thể là mình kết hợp với cái việc là sử dụng cái liệu trình này, bó luôn vào cái bụng này như thế này, là nó giữ được cho cái vòng của mình, vừa là giảm được cái số đo vòng bụng, và cái thứ hai nữa nó định hình cái đường cong chữ S cho cái vòng bụng của mình như thế này. Với là nó thắt được cái đáy, kiểu thắt đáy lưng ong á, đó nó sẽ thắt vào như thế này. Luôn là chưa bao giờ một cái loại kem tan mỡ nào mà khi Hương bôi vào bụng nó lại không bị bỏng rát. Bôi vào cái Hương nói thật, không cần biết là có giảm được không, nhưng mà bôi vào bụng Hương mà để mà bụng Hương nó nóng rát, nó đỏ mẩn lên xong ngứa ngáy thì Hương khó chịu cả ngày. Mà khi ngứa ngáy nóng rát như thế thì làm chả làm ăn được cái gì cả. Nhưng khi bôi cái gel này, mặc dù nó có tinh dầu quế bên trong, mặc dù có tinh dầu quế để mà đốt cháy cái nhiên liệu, thế nhưng nó lại kết hợp với cả cái tinh chất mầm đầu nành và kết hợp với cả cái tinh chất lô hội, thế nên là không làm cho chúng mình bị bỏng rát. Và quan trọng nữa là cái dạng gel này nó còn giúp cho chúng ta làm mờ được cái vết thâm nám và cái vết dạn da sau sinh của chị em phụ nữ. Cái này nhá, nó phù hợp với tất cả các chị em luôn, và đặc biệt là chị em sau sinh.